Em thay gửi lời chào tới các bác nhé. Trong clip này em giới thiệu với anh em về một đôi loa QSC này. Này là bát 25, có mã là ADS10T QSC Acoustic Design by QSC in USA. Đây là một đôi loa thương hiệu của Mỹ. Con này thiết kế thùng nhựa này. Đấy, bát 25. Đó, con này mục đích sử dụng là nó sẽ bổ sung lời hát cho bộ âm thanh của anh em. Anh em mà muốn mua loa lời hát thì có thể nghiên cứu con này. Chứ con này nó không đánh chủ đạo được nhá. Con này nó bắt buộc phải đánh với loa một đôi loa khác hoặc là đánh với súp thì nó mới hiệu quả. Anh em nhé. Đôi loa bát 25 của QSC, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Thùng thì là bằng nhựa. Ở đây thì âm thanh đã tháo sẵn ra rồi. Cùng anh em quan sát nhé. Con này là cái rắc đi vào của nó là rắc âm dương này, rắc cài. Đấy. Thùng nhựa. Với treo thì anh bạn này anh có cái treo ở trên này. Đấy. Hoặc là treo bằng cái phụ kiện của nó, nhưng mà rất tiếc là em không có phụ kiện nhé. Đấy. Có phụ kiện treo. Ở đây thì em đã tháo sẵn ở bên trong. Con này thì nó có một con biến áp to, rất là to để chuyển thành 8 ohm. Đây là phân tần của nó này, nó làm rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn rất là cầu kỳ và chi tiết luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, bông tiêu âm thì nó chỉ bố trí một vài điểm thôi. Ở đây dây cho chép này, đây dây cho bát này. Nhựa. Ở đây thì em đã tháo sẵn ra cùng anh em quan sát, thì đây là con chép của loa. Cái này là chép này là côn 34 nhé anh em nhé, côn 34 chép từ thường, rất là đẹp. Ở đây thì là cái bát của loa này. Con này thì cái bát vú nó là vú bẻ xuống, và cái lòng bát này nó khá là sâu. Đấy, linh kiện rất là đẹp luôn cho anh em. Dấu gì à? Dòng này của QSC này nó là dòng xương sắt. Dòng xương sắt anh em ơi. Từ rất là đẹp. Con này thì anh em có thể mua để bổ sung lời. Nếu anh em thích những đôi loa thương hiệu nó chất tí thì anh em mua con này. Cái giá thì em này em Thành đang bán là giá là chưa tới 10 triệu đâu. Anh em có nhu cầu thì chủ động liên hệ với em để có giá tốt nhất nhé. Kèm với chi phí vận chuyển, dây rắc đi kèm. Thì con này nó phải nó có một cái chế dây ở đây rất là chuyên nghiệp luôn. Rất là gọn, lắp một lần xong là dùng mãi luôn. Ở đây nó cũng rất là hay của nó. Rồi, thì cái clip này em chỉ quay ngắn thôi để anh em biết là cái cấu tạo ngoại thất và nội thất của loa cũng như giá bán. Anh em mà thích dòng thương hiệu QSC này thì có thể liên hệ với em Thanh nhé. Đấy, này là thùng này rất là chắc chắn, không bị hỏng hóc, không bị mối mọt gì cả. Độ bền thì siêu bền luôn vì nó bằng nhựa. Đấy, độ bền nó rất là cao, chịu được nắng mưa luôn. Đấy, ê căng của nó này, anh em nhìn cái vải ê căng nó làm rất là đẹp luôn. Đấy, gần như là không có tì vết gì cả luôn. Một đôi loa bãi nhưng rất là đẹp. Đó, anh em hãy liên hệ với Đại Thanh qua số 037 630 7374 để em hỗ trợ nhé. Và giờ này thì em xin phép là kết thúc video. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.